Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hay còn gọi là nhà thờ Kỳ Đồng, ở số 38 đường Kỳ Đồng, quận 3, là nhờ nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế được thành lập vào năm 1963, đến nay vừa tròn 60 năm. Và được kể là một giáo xứ nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các giáo xứ khác như nhà thờ Tân Định thành lập năm 1860, giáo xứ Chợ Đuổi thành lập năm 1859. Giáo xứ Kỳ Đồng được cho là dòng Chúa Cứu Thế coi sóc vị thế linh mục chánh xứ, là một linh mục dòng Chúa Cứu Thế do bề trên dòng cử ra và được tổng giám mục chấp thuận. Theo lịch sử, trong năm 1925, dòng Chúa Cứu Thế đã chính thức đặt chân tới Việt Nam và lập nhà thờ Sài Gòn vào năm 1933. Khi đó, việc rao giảng tin mừng cho người nghèo khó và quảng bá lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã trở thành một chủ trương nổi bật của dòng này. Bên cạnh đó, các tuần đại phúc cũng được tổ chức thường xuyên để cầu nguyện và tôn vinh Thiên Chúa. Tuy nhiên, với sự gia tăng của lượng người đến thờ cúng và nhà thờ ngày một đông đúc hơn, các linh mục đã quyết định xây một ngôi nhà thờ rộng mới, khang trang hơn. Mục đích là để đón tiếp được khách hành hương đến thăm và tôn vinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sau nhiều năm lên kế hoạch và chuẩn bị, ngôi nhà thờ này đã được khởi công vào năm 1949 và hoàn thành vào ngày 3 tháng 8 năm 1952. Điều đặc biệt của ngôi nhà thờ này là bảng bia đá nhỏ ở cuối nhà thờ có đề chữ: "Đây là nhà tạm của Thiên Chúa ở cùng nhân loại, ngày 3 tháng 8 năm Chúa Giáng sinh 1952. Linh mục bề trên Belima là người đứng đầu khởi công và khánh thành ngôi nhà thờ này. Giai đoạn này, chi phí cho việc xây dựng nhà thờ là 5 triệu đồng bạc Đông Dương. Một số năm sau này, vào năm 1963, đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã trở thành nhà thờ chính thức của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tổng quát lại, ngôi nhà thờ này là một kỳ quan tôn giáo và niềm đáng tự hào của Việt Nam. Nó được xây dựng với tâm huyết và lòng kính trọng Thiên Chúa, cùng với sự giúp đỡ từ các tín đồ, mục sư và sự quan tâm từ cộng đồng. Với lịch sử hơn nửa thế kỷ, nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp không chỉ trở thành một nơi tôn giáo quan trọng mà còn là một điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn tìm hiểu và khám phá văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Về phong cách và kiến trúc, nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dù được xây dựng trong thời kỳ thuộc địa Pháp, không theo phong cách cổ điển quen thuộc mà lại đầy sự đột phá với hình thức cách tân và nét đơn giản hài hòa. Thiết kế của công trình này tập trung vào những mảng khối hình học, chủ yếu là tam giác và vòm cửa tròn, với những đường nét trơn tru, không kén chọn những họa tiết phức tạp. Mặc dù trang trí đơn giản nhưng sự tinh tế và sắc sảo trong từng chi tiết đã làm nên sức hấp dẫn của nhà thờ này. Tâm điểm là công trình của tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đặt trên vai vòm cửa chính, với ánh sáng tràn ngập linh thiêng và không gian bên trong thánh đường rộng lớn, không bị trụ cột nặng nề cản đường nhìn. Cung thánh đường huyền bí nhưng vẫn giữ được sự đơn giản, với bức tượng Chúa chịu nạn Giêsu chính là trung tâm để dân Chúa tìm đến Đức Mẹ để chiêm ngắm và cầu nguyện. Khu vực xung quanh nhà thờ rộng lớn với nhiều cây cối lớn tạo nên không gian linh thiêng và yên bình. Hàng loạt các đài hoa được cất giữ xung quanh tượng Đức Mẹ Lộ Đức để mọi người đến đó dâng kính và cầu nguyện. Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp còn được biết đến với tên gọi khác là nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, hay nhà thờ Kỳ Đồng, là một công trình kiến trúc tuyệt đẹp và đầy sức hút, mang đến cho khách tham quan cảm giác vừa trang trọng vừa yên tĩnh để tìm đến Đức Mẹ và cầu nguyện.
Trong những năm gần đây, trong khuôn viên nhà thờ Phi Đông có một cửa hàng sách, đó chính là nhà sách Đức Mẹ. Lân cận đó là những gian hàng bày bán các phụ kiện, đồ trang trí vào những dịp Noel, Giáng sinh về, thì không khí của chợ phụ kiện Giáng sinh này lại trở nên tấp nập hơn. Khu chợ nằm trong khuôn viên nhà thờ Kỳ Đồng, rất nổi tiếng. Nói là chợ bởi cách bài trí, bày biện, trang trí phân loại hàng hóa ở đây làm cho người xem, người đến tham quan, mua sắm có cảm giác như đang đi giữa một khu hội chợ triển lãm hàng hóa thu nhỏ nhưng rất phong phú và đa dạng các sản phẩm trưng bày tại đây. Đi từ ngoài vào gian chính giữa bày biện rất nhiều cây thông Noel lớn nhỏ được nhập từ nước ngoài, nhiều đèn LED màu sắc cũng như kiểu dáng khác nhau, giá cả cũng khác nhau, có loại vài trăm ngàn nhưng cũng có những loại đắt hơn, chi tiết và bền đẹp hơn, giá cũng vài triệu trở lên cho đến hàng chục triệu. Nhiều loại thông Noel khô, tươi, thủ công với nhiều màu xanh, trắng, vàng, hay cây thông tuyết có đính sợi kim tuyến, sợi cước rất lung linh và rất đẹp. Một loại thông thô còn nguyên đai, nguyên kiện cũng có để chúng ta khách khứa tham quan có thể lựa chọn theo ý thích của mình. Ngoài ra còn có hình tượng về ông già Noel, ngôi sao, vòng nguyệt quế, quần áo dịp Noel và các phụ kiện trang trí Giáng sinh, trang trí cho khu văn phòng nhà ở vào những dịp Noel và Tết dương lịch rất đẹp mắt, với đủ loại giá cả cũng như hình thức, thu hút sự chú ý lựa chọn của du khách khi đến tham quan khu chợ và mua sắm ở khu chợ Giáng sinh này. Ngoài ra còn có một khu vực chuyên bán về các bộ tượng Giáng sinh làm bằng đất nung
ngoài sương mù, với nhiều tượng như Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ, Thánh Giêsu, Mẹ Maria, ba nhà chiêm tinh, hai thiên thần, hai mục đồng, hai con cừu, hai con dê nằm, cò trải hang đá bằng sợi ni lông, sợi cước hay sợi carbon. Có hơn chục gian hàng ở đây bày bán trái châu, hộp quà, chuông đủ loại màu sắc khác nhau và được treo lên trên cao, tạo nên không gian tràn ngập Giáng sinh vào những dịp tháng 12 như thế này. Những chiếc xe trượt, con tuần lộc hay ông già Noel bằng nhựa sơn màu cũng có dây buộc để treo lủng lẳng kế bên cạnh con cây thông Noel rất đẹp mắt. Vào những lúc cao điểm có hàng trăm lượt khách đến khu chợ này, đặc biệt là vào những dịp cuối tuần hay sau giờ tang lễ. Nếu bạn là một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và vào những thời gian rảnh rỗi hay dịp cuối tuần, có thể cùng gia đình đến tham quan mua sắm những vật dụng, phụ liệu trang trí vào những dịp Noel như thế này. Tại một khu chợ này sẽ có nhiều lựa chọn dành cho các bạn đấy nhé. Kính chúc tất cả có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên người thân, gia đình của mình. Trân trọng. Christmas, we wish you a Merry Christmas.
đâu có được. Yeah.